gặp lại các bạn trong chương trình Tìm hiểu thông tin du học Mỹ. Và ngày hôm nay thì Tân Đại Dương muốn giới thiệu đến với các bạn về trường đại học bang Kansas. Tên tiếng Anh nó là Kansas State University. Thì trường được thành lập năm 1863 tại thành phố Manhattan ở bang Kansas. Thì Kansas giáp với Nebraska về phía Bắc, Missouri về phía Đông, Oklahoma về phía Nam và Colorado về phía Tây. Thì nó nằm cách đều Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. Thì trường đại học bang Kansas đó là trường công lập lớn, đã được kiểm định và có nhiều chương trình học. Thì với hơn 250 chương trình học cho sinh viên học bằng cử nhân, 65 chương trình học bằng thạc sĩ, 45 chương trình học bằng tiến sĩ và 22 chương trình cấp chứng chỉ cho sinh viên sau đại học. Và ở trường thì có nhiều sự lựa chọn cho các bạn về nhà ở. Hầu hết các ký túc xá đều có phòng đôi, phòng máy tính và phòng giặt. Thì giá phòng bao gồm 3 bữa ăn một ngày, trừ các buổi tối chủ nhật. Và ở ký túc xá thì các bạn có thể gặp gỡ với những người bạn ở Mỹ, có thể thực hành nói được tiếng Anh và tham gia các bữa tiệc và các môn thể thao. Thì bạn cũng có thể làm đơn để xin sống chung trong căn hộ của trường. Thì ở đây bạn có thể chọn phòng một giường hoặc là hai giường, có hoặc là không có đồ đạc. Ở khu vực này thì có một số khu vui chơi và khoảng sân rộng dành cho các trẻ em. Và ngoài ra thì gần trường còn có nhiều chung cư và nhà cho thuê khác nữa. Chi phí ăn ở ở Manhattan rất phải chăng so với nhiều thành phố khác ở Hoa Kỳ. Và ở đây là một cộng đồng thân thiện và an toàn. Thì Manhattan là một thành phố có 50.000 dân, nổi tiếng về sự thân thiện của người dân và môi trường thiên nhiên tuyệt đẹp. Thì Manhattan có khí hậu 4 mùa với mùa xuân nhẹ nhàng tươi đẹp, mùa hè nóng, mùa thu rực rỡ mát mẻ và một mùa đông giá lạnh và có tuyết. Thì Manhattan có nhiều công viên, sân quần vợt và sân golf công cộng, có một sở thú, khu mua sắm, sân bay và các cửa hàng thực phẩm quốc tế. Về dịch vụ hỗ trợ xuất sắc dành cho các sinh viên quốc tế, đó là trung tâm sinh viên quốc tế, là nơi sinh viên có thể tìm kiếm được sự trợ giúp, gặp gỡ và tổ chức các sự kiện. Nhân viên trong các chương trình dịch vụ dành cho các nghiên cứu sinh và sinh viên quốc tế thuộc trung tâm sinh viên quốc tế sẽ sẵn sàng giúp cho sinh viên giải đáp về các vấn đề liên quan đến di trú, du lịch, làm việc và như thế nào để có thể thích nghi với một nền văn hóa mới. Thì họ cũng có thể cung cấp cho bạn các thông tin liên hệ với hội sinh viên của Việt Nam. Và về chương trình Anh ngữ của trường thì nhận sinh viên thuộc mọi trình độ Anh ngữ. Các giảng viên trong chương trình đều có trình độ cao và có nhiều năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy cho sinh viên quốc tế. Trường thì có các chương trình 15 tuần vào mỗi kỳ xuân và kỳ thu và các chương trình 8 tuần vào mỗi kỳ hè. Để tìm hiểu rõ hơn về thủ tục du học ra sao và bí quyết đậu visa du học Mỹ thì các bạn hãy gọi ngay đến số 0838484879 hoặc có thể truy cập vào website tddvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!